Anh em nhà sản Tây Nguyên xin chào các bạn. Hôm nay thứ hai đầu tuần, anh em nhà sản chúc các bạn một tuần mới đầy năng lượng vui vẻ. Và hôm nay anh em nhà sản Tây Nguyên giới thiệu cho các bạn một trụ đá Thạch Anh Thông tự nhiên Việt Nam để trên bàn, để một tuần các bạn làm việc không biết mệt mỏi. Đây là một trụ đá Thạch Anh Thông tự nhiên, anh em làm nhỏ nhỏ xinh xinh để bàn rất chế hợp. Mỗi khi các bạn làm việc cảm thấy mệt mỏi thì hãy nhìn ngắm nó và dùng hai bàn tay này để sờ vào viên đá. Vừa nào viên đá, năng lượng của viên đá sẽ truyền cho bạn, bạn cảm thấy vui vẻ, vui tươi. Đây là một viên đá Thạch Hồng tự nhiên, không qua xử lý với đứt với phèn và không ra nhiệt các bạn. Các bạn còn nguyên đây này, còn nguyên các vết phía mặt này, còn nguyên phèn, nguyên phèn đây các bạn nhìn thấy. Anh em làm đế này, đế đá luôn, và trụ đá anh em nhỏ xinh phù hợp cho các bạn để ở trên bàn làm việc, nhỏ xinh. Anh em ngồi trên gác nên có lẽ không nhìn thấy chất hồng và ánh nắng mặt trời. Anh em sản Tây Nguyên sẽ mời các bạn xuống phía dưới để xuyên qua ánh nắng mặt trời xem cục đá Thạch Anh Thông này nó hồng như thế nào. Đây các bạn, đây là ánh nắng mặt trời xuyên qua, khá đẹp, màu hồng tự nhiên. Đá Thạch Anh Thông là đá bán quý các bạn ạ, để trên bàn làm việc tạo năng dương, khử được các tia xạ dưới lòng đất đi lên và khử được tia xạ các sóng từ phát ra từ máy tính, điện thoại, tivi. Nên khi các bạn để trên bàn làm việc mấy thiết bị điện thoại hay máy tính, nó sẽ thu hút các sóng từ và không ảnh hưởng đến đầu óc của mình, nên các bạn làm việc không biết mệt mỏi. Đá Thành, có bạn thì thích đeo vòng tay để phong thủy con người, có bạn thì thích dùng trụ đá để trong nhà tạo được dương, kích hoạt tài lộc, có người thích để trên bàn làm việc để giúp cho công việc của mình luôn cảm thấy vui vẻ, hành thông chiêu tài lộc. Cảm ơn các bạn đã xem video của anh em sản Tây Nguyên. Nếu có dịp mời bạn đến ghé thăm. Anh em sản Tây Nguyên xin chào và hẹn gặp lại.